xong với ông Thi thì mình đã quay trở lại với các bạn. Thì các bạn có nhớ mình không? Chứ mình nhớ các bạn lắm ý. Thì mới không làm video thì bây giờ mình quay trở lại, mình hơi bỡ ngỡ các bạn ơi, hơi kiểu quên mất cái làm YouTube luôn đi các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại làm video nữa về Free Fire cho các bạn xem nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like về kênh, bật cái vào chuông ký nhấn thông báo ra video nhá. Với cả hôm nay mình muốn thông báo cho các bạn là mình đã mất app kia rồi, mất app thôi các bạn ơi, mất app YesUB TV rồi ý. Hiện tại là mình đang phải chơi một app mới đấy các bạn ơi. Mình vừa tạo một app hoàn toàn mới luôn, không có một cái gì luôn đấy các bạn. Mỗi tội là có khẩu này đấy các bạn ơi. Đó chính là khẩu MP40 Tia Chớp. Tia Chớp gì không nhiều lắm nhưng mà chung là có khẩu MP40 level 8 đấy các bạn. Thôi mình đùa các bạn đấy, thật ra là mình vẫn còn app kia. Và đây là app của Garena cấp cho mình. Và sở hữu khẩu MP40 level 8 luôn đấy các bạn ơi. Ui, MP40 Tia Chớp tử thần có chỉ số đó chính là tay tốc độ bắn và tăng 1 xuyên giáp và trừ 1 tốc độ di chuyển thì các bạn. Ui, mà sao nhìn giống 1.5 nhỏ. Ảo thật đấy. Ok. Và đây là có level này các bạn ơi, hiện tại đang là level 1 ấy. Thế này bây giờ mình sẽ nhận tất cả nha. Rồi. Ui, lên cấp 13 luôn này. Trời ơi, sao Garena không cho lên cấp 100 luôn cho bùng lổ nhở. Cho có 13 cấp cũng cho. Đúng đúng. Wow á. Sao lên từ từ vậy? Ok, thì đây chính là 40 Tia Chớp tử thần level 1 này các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ nâng cấp lên level 8 luôn nha. Có huy hiệu các thứ mà Garena cấp cho các boss, nhưng mà có khẩu này là ngon nhất đấy các bạn ơi. Uầy, giả boss hay gì trời ơi. Chủ tịch giả nghèo à. Mình cứ biết mình không xem mấy cái hiệu ứng nhở. Thôi kệ đi, tí nữa xem sau. Đó, mở quá chỉ số rồi này các bạn ơi. Còn đây là hiệu ứng kill. Cứ nâng cấp ra đi, thì nữa mình sẽ review một thể cho các bạn xem nha. Ok, lên level mấy rồi? 6 rồi nè, 2 level nữa thôi. Ok, đây đó chính là level 7. Ui, được hiệu được hành động thì đây là hiệu ứng của trận rồi. Nâng cấp lên level 8. Ok, đã full cơ thì các bạn. Level 1 thì các bạn biết rồi đúng không? Còn đây là level 2 có thông báo kill nè. Level 3 thì nó đổi giao diện một tí. Còn level 4 thì nó có hiệu ứng trúng đạn. Và thuộc tính nâng cấp đó chính là chỉ số hiệu ứng kill này, hiệu ứng bắn này. Ui, hiệu ứng vết đạn đẹp nhở. Còn đây là nâng cấp vì ngoài mới. Một khóa tính năng đó chính là nội tại khi máu cô địch dưới một mức nhất định, bạn sẽ gây thêm sát thương. Khả năng chương trình là đổi được chỉ số sang khẩu mới hãng xài các bạn. Còn đây là level 7 có hành động. Ui, hành động sao nhìn ảo ma thế nhở. Nhảy theo chiều hồi của súng ra kìa. À, hình như là có liên quan đến lúc thức tỉnh đấy các bạn ơi. Đây là hành động khi mà Muzan thì các bạn. Ui, đẹp nhờ. Có âm thanh súng. Ui, nghĩ cũng hay đấy. Rồi, mình đã nâng cao lên full level 8 rồi này các bạn ơi. Thì bây giờ trang bị vào boss vai không có một cái gì, có đúng cầu này thôi các bạn. Với cả Garena có cho vài bộ đồ trong ạc này thì các bạn ơi, để mặc vào cho đỡ boss ấy, cho đỡ lỏ ấy. Ui, ui, sao làm hành động vậy? Vãi, Garena cho làm hành động vãi. Để xem nào, có các hành động nâng cấp hay sao vậy các bạn ơi. Ừ đấy, hành động nâng cấp. Không có súng đâu nhưng có hành động thì các bạn. Trời ơi, Garena ảo thật đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trận để test skin mới level 8 cho các bạn xem nha. Ok. Ui, toàn đánh đồng thì các bạn ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi bán đánh đồng đấy. Bình thường là toàn bán huyền thoại, cao thủ thách đấu quen rồi ấy, căng thẳng quen rồi ấy. Hôm nay bán đánh đầu không biết như nào đây, để xem nào. Và mình thấy là team có mic này các bạn ơi. Có gì tí nữa là mình sẽ khoe mới nâng cấp tiếp cho tử thần cho team này xem, để xem là phải đứng gì không nha các bạn. Rồi, thì bây giờ là cứ bàn thắng đánh đầu thôi nào. Trời ơi, nhìn đánh đầu không biết là có căng thái không đây. Chắc là game này dễ rồi đấy. Nói chung chủ yếu là review mới nâng cấp cho bạn xem thôi, còn bắn như nào cũng không quan trọng lắm ấy. Ok, ui, bắt buộc mình cứ nô thế nhở. Này rồi, không lên luôn, hổ báo luôn, sợ gì nào. Ui giời ôi, 3 mạng luôn. Rồi, mạng cuối cùng đâu? À đây, quá đã kêu. Dễ vậy trời. Ủa? Ủa sao sắp một dạng ủa sao sắp một mạnh dữ trời. Ôi chả mạnh ngặt trời, chả lẽ mình lại yếu. Đủ tiền mua mà mình nâng cấp luôn thì các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ khoe anh đầu chơi với thanh niên này xem nha. Không biết là anh phải đứng gì không nhở. Ủa sao không ai bảo gì. Trời ơi, vô cảm vậy trời. Má, hay là với thanh niên này không tẩy gói đồ nhở. Thì sợ là thế thôi các bạn ơi. Bởi vì đây cũng là đồ chưa ra mà, thế nên là khi chân tay gói đồ thì nó không thấy đấy các bạn. Trời, quê thế nhá. Thôi thì bây giờ là chủ yếu là bây giờ mình sẽ đi review các bạn xem sức mạnh như nào nha. Úi rồi ôi, mãi bắn quậy kia của mình rồi. Đây đây trước mặt có. Này, ok. Đây nữa. Này. À bên này. Ok. Từ mình sẽ không bán đâu nha các bạn ơi. Mình sẽ tha nới lòng cho nó một tí nhá. Tí nữa mình sẽ bán sau nha. Và chủ yếu là mình sẽ cố sẽ kịp kill cuối. Đây, để xem là ấy. Trời ơi. Anh hiệu ứng đẹp vai. Ai ném bom vậy? Ai mà biết được. Ai ném bom vậy? Trời ơi, ai ném đâu trời. Má tay đi kia tưởng cái hiệu ứng kill cuối của mình là bom mình các bạn ơi. Ảo ba thật đấy, tối cổ thật đấy. Mình tưởng là mình không làm video 10 hôm mình sẽ tối cổ nhưng mà đâu, nhưng mình còn tối cổ hơn đấy. Ước gì mà thanh niên kia giả bộ để ý mình nhờ. Trời ơi, không ai quen tâm hành động level 8 của mình luôn đấy các bạn. Dỗi ghê. Rồi bây giờ là mình sẽ có bàn thắng luôn nha. Bây giờ mà làm được pha cân 4 nước bằng 10 này thì đẳng cấp quá nhờ. Nói chung cũng dễ mà, bởi vì là bản đánh đồng thì tự nhiên là dễ rồi các bạn ơi. Team địch đĩa đằng này thì các bạn, à đây bên này có này. Từ mình sẽ xử một thanh niên bên này trước đã, thì nữa là mình sẽ lại gần kia sau để cho thanh niên kia bắn đá. Ở đây. Này, úi trời ơi, kèo tâm không có đỏ luôn. Má rồi đừng im như thế, chẳng không muốn đỏ, chẳng lẽ không muốn đỏ đúng không? Đó. Chạy đi đâu hả trời? À, trốn sau cơn nô tưởng là sống mà. Ok, đây nữa. Úi trời ơi. Ủa sao được bao kill nhở? Nãy giờ toán trước bao kill bằng khẩu này thôi à. Mình sẽ cùng bao kill ra cuối nha. Okay. Các bạn đánh giá sao về skin mới nâng cấp level 8 này? Mình thấy là nó khá là giống với bên Nam ý các bạn ơi. Tại sao không là một bên Nam nhở? Má thề, mong một thanh niên kia để ý cái hành động của mình mà chẳng ai quan tâm luôn. Don't care luôn. Trời ơi, dỗi ghê. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng là lấy kill của team nhá. Và để qua kill phát xem nào. Và phải được một pha qua kill bằng súng level 8 này chứ. Ok, từ có ai không? À đây. Úi dồi ôi, chú ấy không đây. Úi cha chúng. Đây. Để xem test độ bắn xa như nào nhá. Này, úi dồi ôi. Cứ từ lại. Ok, má tưởng mất kill ấy chứ. Chậm tí nữa là thanh chán mất kill của mình rồi đấy. Ok, ủa địch đâu hết rồi. Số 3 nhá, mày sao mà số 3. Gì đấy? Đây. Ok. Nào. Này, ơi kìa. Trời ơi, có nô nhanh đấy. Cũng chết thôi. Rồi. Má nhiều pha nguy hiểm vãi, cứ tưởng mất kill rồi chứ. Ôi, 3 kill luôn thì các bạn ơi, quá là dễ luôn. Ok, và chắc là mình sẽ dùng video tại đây nha. Và đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên vào chuông ký nhấn thông báo ra video nhá. Và các bạn thấy sao về skin này đừng quên comment cho mình biết. Và các bạn đừng quên hóng chờ các video tiếp theo là mình sẽ là thật là bùng nổ, thật là hay cho các bạn xem nha. Bởi vì là mình thi xong rồi ấy, thì làm rất là rảnh để làm video cho các bạn xem. Và sẽ có video lấy cái đồ cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn, bye bye.